Thì ăn một miếng cho thiệt đã mới được. Không được ăn. Bánh kem đâu ra vậy? Của chị mình cho mình á. Nó là của tao. Ơi chị, bánh của người ta mà. Chị Tâm Anh ơi, anh có làm thịt sườn cho em nè. Quánh đi lâu quá. Chị không được ăn, là của em mà. Dekuma, bộ sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Ủa, cậu lại uống nước ngọt nữa hả? Uống nước ngọt hoài không tốt đâu. Đâu sao đâu chị. Để tôi làm nước chanh cho. Dạ. À đây nè, chanh đúng không? Đây chanh. Cảm ơn cậu. Chị ơi, em ăn hết kem này luôn nha. Ừ, ăn hết đi. Anh ăn không? Em cho miếng nè. Thôi anh không ăn đâu. Ủa bánh đâu ngon vậy? Em làm bài được 10 điểm, chị thưởng cho em đó. Wow, giỏi vậy ta. Ủa, ông ở đây hả? À. Phải ăn một miếng cho thiệt đã mới được. Không được ăn. Bánh kem đâu ra vậy? Của chị mình cho mình á. Nó là của tao. Ơi, chị, bánh của người ta mà. Nó chi? Cái con nhỏ này. Nó chi? Bánh của em. Thôi, để hôm khác chị mua cái khác cho. Làm chi? Làm chi? Gì rồi? Sao chuyện bánh của Tâm Anh? Bất cứ cái gì trong nhà này đều là của em hết. Em là bà chủ. Của em không? Bà chủ không? Bà chủ không? Nè ơi, em đang đánh cắp nè. Tao bánh nào nè. Nè. Ủa chị ơi, Tâm Anh đâu rồi chị? À, Tâm Anh khóc xíu rồi nín rồi. Không sao đâu. Em xin lỗi nha. Hay là để em đi ra mua cái bánh khác cho Tâm Anh. Thôi, cậu không cần mua đâu. Nè. Cảm ơn chị. Con làm chi này hư thiệt. Chị yên tâm đi, em sẽ kiếm cách trị cái tật ham ăn của nó. Hello bạn. Phải dạy cho con chi này một bài học mới được. Càng ngày càng quá đáng. Nó làm tôi xấu hổ với chị em Tâm Ý luôn á. Tôi thấy làm chi y như Tiểu Quân nhà tôi vậy á. Tiểu Quân hả? Là ai vậy? Cháu cậu hả? Đâu có. Con chó. Con chó của ông nội tôi á. Con chó hả? Ừ. Thì liên quan gì? Tiểu Quân nhà tôi á y hệt làm chi vậy á. Cứ mỗi lần á thấy đồ ăn của người khác á là nó chồm vô nhào nhào tới ăn. Cắn lộn với mèo suốt ngày vậy. Rồi sao nữa? Thì Tiểu Quân á, tôi ghét nó lắm. Có mấy bữa tôi thử á, tôi bỏ mấy cái đồ khó ăn vô đồ ăn của người ta coi sao. Nó lại nó dành ăn, nó ăn cho đã vô mà nó ăn không có được. Sau đó nó bỏ cái tật xấu đó luôn. Thiệt hả? Thiệt. Không mấy bữa nào á, bạn thử làm chi giống vậy coi. Nhiều khi á, làm chi cũng bỏ tật xấu đó. Nhưng mà tôi không biết là nó có suy nhê gì làm chi này không nữa. Thì hả? Thì cứ thử coi sao. Tôi cũng đâu có biết, không biết được hay không nữa. Làm chi chứ đâu phải con chó đâu. Cứ thử đi. Trời ơi, cái hũ mắm này sao mà nó nồng mùi quá vậy ta. Con cũng không ngờ là nó hôi vậy luôn á cô. Bây giờ con phải làm gì với cái hũ mắm này đây trời. Nhà này đâu có ai thích ăn mắm đâu.
Cô không thích, chú không thích, ông lại càng không thích nữa. Ôi mẹ ơi, cái gì mà hôi lên tới chân chó luôn á. Chắc là cái hũ mắm này nè. Ý, hôi quá à. Cái hũ mắm này nó hôi như vậy á, con phải đậy cho thiệt kỹ rồi mới cất vô tủ nha. Dạ. Mẹ ơi. Hả? Mẹ cho con cái hũ này nha. Cái gì? Cho con đi. Bộ con thích ăn mắm hả? Dạ, con không thích ăn, nhưng mà có người khác thích ăn. Thích thì lấy đi. Dạ dạ dạ. Ờ, có cần tôi... Không, không, được rồi, để em chị. Dạ. Chị có làm gì chị làm đi. Tâm Anh ơi, anh có làm thịt sườn cho em nè. Quảnh đi lâu quá. Gì? Không được ăn. Là của em mà. Cái gì vậy? Dạ, gì vậy? Con đâu có làm gì đâu. Mấy đứa nhỏ làm phân tâm quá. Thôi chờ lại dán mới đi ba. Mày ăn gian tao. Tao xin cái này mày. Nó làm phân tâm quá kìa. Đã nói rồi, bỏ cái tật ham ăn đi mà không nghe. Anh đi ra ngoài. Một lần bị gì cho đáng, cho chừa cái tội dành ăn của người khác. Đừng có đứng đó mà chùa khóc mèo nữa, đi ra ngoài. Con nhỏ lì lợm này. Vậy là vẫn tiếp tục dành đồ ăn với Tâm Anh đúng không? Đúng, trong nhà Quang đều là của Quang. Để rồi coi. Đi ra ngoài. Sao rồi? Nó đã sợ chưa? Chắc sau này không dám nữa chứ gì. Sợ gì mà sợ. Tôi vẫn cảm thấy cho nó nhiều đó bấm tôm nhưng là ít á. Tôi thấy mình làm vậy có quá đáng lắm không Nguyên? Nè, tôi thấy nghiệp mình nặng lắm rồi đó. Không sao đâu, như vậy thì nó mới bỏ được cái tật của nó. Tâm Anh ơi, ăn gà rán nè em ơi. Dạ. Hả? Không được ăn. Không được ăn. Ăn đi. Là của em nè. Nó mới bị lừa xong mà làm cùng một kiểu sao nó tin. Bạn chờ coi. Nghiệp tụ đầy mình trả sao hết đây. Tâm Anh ơi, xuống ăn pizza nè. Pizza hả? Gì? Pizza? Chánh đây coi, làm của tao mà. Bữa ham ăn. Thấy chưa? Tâm Anh ơi, Tâm Anh. Tâm Anh, có há cảo ngon lắm nè, ăn đi. Dạ. Nè. Không được ăn, là của em nè. Ơi, ai đâu làm cho em đâu. Có mắm tôm không vậy? Ai làm cho em ăn đâu. Không được, không được, là của em nè. Ơi. Tâm Anh ơi, rang bánh kem nè. Bánh kem hả? Ngon quá à. Gì? Bánh kem là của tao mà. Ê, không được ăn. Anh Nguyên nói là cho mình mà. Còn lâu nha. Có mắm đúng không? Ai nào biết, anh nào có hay. Trời ơi, em đỉnh thiệt chứ. Có mắm tôm mà em không ăn được hả? Dạ, có thể ăn được. Ngon mà. Ơi.
Trời đất, cái hũ mắm này hôm trước đầy nhóc mà ai ăn mà gần nửa hũ vậy trời. Cái mùi sao nó hôi hôi vậy ta? Bạn có thử thấy không? Mùi này đâu hôi đâu, hấp dẫn mà. Thôi bây giờ trước đi nha.